Tin Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô tấn phong 14 hồng y mới. Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở toàn thể giáo hội hãy hoán cải nội tâm và cải tổ, ngưng chăm lo tư lợi và hãy quan tâm đến lợi ích của Chúa Cha. Đó chính là chìa khóa truyền giáo. Ngài nhấn mạnh tư tưởng trên đây trong bài giảng tại Công nghị lúc 4 giờ chiều hôm 28 tháng 6 vừa qua tại Đền thờ Thánh Phê-rô để phong 14 hồng y mới. Buổi lễ diễn ra tại đền thờ Thánh Phêrô dưới hình thức một buổi phụng vụ. Sau khi một đại diện tiến chức kính chào và cảm ơn Đức Thánh Cha, Ngài đọc lời nguyện và mọi người lắng nghe bài tin mừng. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tân hồng y noi gương Chúa Giêsu, Đấng đã không sợ cúi mình rửa chân cho các môn đệ. Ngài nói, huân chương cao nhất chúng ta có thể được đó là phục vụ Chúa Kitô, nơi dân trung thành của Thiên Chúa nơi người đói bị lãng quên, nơi tù nhân, bệnh nhân, người nghiện ngập bị bỏ rơi, nơi những con người cụ thể với lịch sử riêng, những hy vọng, mong đợi và thất vọng, những đau khổ và vết thương của họ. Chỉ như thế, quyền bính của vị chủ chăn mới có hương vị tin mừng và sẽ không phải như thanh la phèn phèn, trũng trệ xoang soạn. Nghi thức phong chức hồng y được tiếp tục với phần xướng danh các tiến chức và các vị tuyên xưng đức tin cùng đọc lời tuyên thệ trung thành và vâng phục đức thánh cha, cam kết chu toàn nghĩa vụ của mình. Sau đó mỗi vị tiến lên trước đức thánh cha để ngài đổi mũ đỏ và trao sắc phong chỉ định nhà thờ hiệu tòa và trao nhẫn cho mỗi vị. Lễ tấn phong kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của đức thánh cha.